Hello, xin chào các bạn nha. Và chào các bạn đã đến với cái video tiếp theo của mình. Rồi và hôm nay thì mình sẽ trở lại quay cái video review cái shop của mình nha các bạn. Tại vì mấy hôm nay mình cũng quay chia sẻ rồi đó, thì cũng có một vài bạn yêu cầu mình quay về cái shop của mình cho các bạn để xem cũng như là cập nhật sản phẩm rồi cho các bạn xem. Thì sản phẩm rồi thì mình cũng có cập nhật ở trên web với lại Shopee đồ cũng khá là đầy đủ rồi. Nhưng mà quay video thì mình thấy các bạn thích hơn, tại vì quay video thì các bạn xem thì nó sẽ gọi là chân thật hơn. Đó, để các bạn xem một cái sản phẩm nào đó thì nó sẽ chân thật hơn, thì mình thấy các bạn thích hơn, cho nên là mình sẽ là khi nào mà hàng về á, thì mình sẽ review chi tiết hơn đó, quay cho các bạn xem để các bạn tham khảo nha. Và các bạn cần mua hàng gì thì cứ inbox cho mình nha, Tết mùng 1, mùng 2 gì mình đều bán hết đó. Chỉ có Tết mà Tết của mình á thì Tết của mình á thì mình sẽ gọi là không có gửi hàng đi xa được, chứ ở nhà mình vẫn bán bình thường. Rồi ok, bây giờ mình sẽ review lòng nha các bạn. Lòng thì cũng nói chung thì cũng còn khá là đầy đủ nha các bạn. Đó, chỉ có lòng đại nè, với lòng ngũ sắc nhỏ với lại ngũ sắc trong thì mình hết. Đó, ba mẫu đó thì mình hết. Còn mình hiện tại mình còn ngũ sắc lớn nha. Rồi đầu tiên là mẫu lòng mini, thì cái mẫu này á thì theo mình thấy là các bạn chỉ dùng để tách chuột thôi, chứ nuôi lâu dài thì không được nha, thì nó khá là nhỏ. Kế bên mẫu lòng mini là mẫu lòng lắp ghép. Đây, mẫu lòng lắp ghép, cái mẫu này thì kích thước nó bằng với cái mẫu lòng hai ngăn nha các bạn, kích thước bằng luôn nhưng mà nó không có ngăn ga. Và cái lô hàng mẫu lòng lắp ghép kỳ này á thì nó bị lỗi các bạn, nó bị lỗi là thiếu bốn cái chốt. Đây, bốn cái chốt giống như thế này đó, ý ra là cái lòng mà nguyên bản của nó là phải có 8 cái chốt để nó ráp lại thì nó mới đúng, còn cái này nó bị mất. Thì giờ mình có làm lại bằng cách là mình lấy dây rút các bạn, dây rút mình có làm lại như thế này đó, bên này cũng vậy, mỗi góc như thế thì mình rút hai dây nha. Và mình khi các bạn mua mình sẽ tặng kèm theo một vài dây để cho các bạn xe cua nha. Thì cái mẫu lồng này nó bị lỗi như thế thì mình sẽ hạ giá xuống còn 90.000, giá gốc là 100.000 nha các bạn, hạ xuống còn 90.000. Thì đối với cái mẫu lồng này thì các bạn có thể nuôi hai con dòng chuột nhỏ nha, phụ kiện đồ thì đầy đủ, còn mới tinh hết, nó chỉ lỗi do nhà sản xuất nó gửi thiếu là bốn cái chốt để lắp ghép thôi, còn lại đầy đủ hết, bình nước đồ đầy đủ hết nha các bạn, có quay sách đồ luôn. Và một cái nữa, cái lồng này không biết là cái này á, là nó không có cửa nha các bạn, nó không có cửa, mình không biết là cái này là do nhà sản xuất người ta thiết kế như thế hay là nó bị lỗi nữa. Thì các bạn muốn mà lấy cái cho nó ăn á, thì các bạn phải gọi là tháo cái phần lồng ra luôn đó, thì cái này mình thấy nó hơi là bất tiện, cho nên là nếu được thì các bạn lấy mẫu này cũng ok, mình hạ giá xuống còn 90.000 cho các bạn mua cho nó dễ nha. Ở trên này thì nó sẽ còn một cái mẫu màu trắng đó các bạn, đó mẫu màu trắng này là mẫu cuối cùng luôn nha, chiếc này là chiếc cuối cùng luôn, màu trắng mình thấy khá ok, khá đẹp luôn đó các bạn. Rồi và kế bên là lồng lâu đài đó, siêu sang chảnh luôn, siêu đẹp luôn nha. Cái mẫu này là size lớn nha các bạn, nó còn một size nhỏ nữa nhưng mà mình thấy size nhỏ thì nó rất là chật, nuôi không được đâu, mình lấy hàng về mình lấy phải là lồng nuôi được khoảng hai con trở lên nha. Ở trên này là mẫu hai ngăn là 140.000, còn cái mẫu ngũ sắc lắp ghép hồi nãy là 90.000 đó, nó bị lỗi mình giảm giá rồi, còn mẫu lâu đài là 200.000 nha, 200.000 lâu đài rất là rẻ luôn, các bạn có thể ghé qua ủng hộ mình luôn. Rồi mẫu hai ngăn thì các bạn cũng đã biết rồi đó, nó hết hàng một thời gian thì nó mua mới về hàng kỳ này đó, hai ngăn là có 140.000 thôi ngăn nha các bạn, rất là rẻ luôn. Ở bên này là mẫu lòng hoàng tử nhưng mà size lớn luôn nha, size này là size lớn, các bạn có thể nuôi hai con dòng chuột nhỏ, giá là 205, 205 mẫu này, mẫu này mình còn màu xanh biển luôn. Kế bên là mẫu lòng nắp trong, giá 225.000. Bên này mình cũng có một cái lòng nắp trong luôn nhưng mà cái mẫu này nó bị lỗi nha, kích thước đồ thì mẫu nó y chang luôn, màu sắc y chang cái mẫu nguyên bản kia luôn, nhưng mà cái mẫu này thì nó bị cái nắp của nó các bạn, cái nắp của nó bị lỗi như thế này đó, nó bị đục như thế này là một cái thứ hai là nó bị gãy hai cái chốt để mà kéo cái cửa lên đó các bạn, do vận chuyển nó bị cấn á, cho nên là nó bị gãy. Đây mình sẽ mở ra cho các bạn xem đó, đây nó bị gãy ngay cái chỗ này nè các bạn, hai bên luôn nha đó, nó bị cấn cho nên là cái này nó cũng bằng nhựa mica cho nên là nó cũng khá là dễ gãy, còn lại thì nó vẫn bình thường hết, lòng đồ vẫn còn rất là đẹp, chưa xài một lần nào luôn nha. Thì đối với cái mẫu này nó bị lỗi cái phần nắp như thế thì mình giảm xuống còn 165.000 cho một cái lồng, các bạn có thể nuôi hai con bình nước đầy đủ đó, chưa tháo bọc luôn nha, cái này thì mình ráp sẵn rồi, các bạn về chỉ cần thả chuột vào nuôi thôi đó, phụ kiện đầy đủ còn rất là mới luôn, giá là 165,
các bạn nào cần mua những cái mẫu lòng mà nó bị lỗi nhẹ như thế thì có thể ghé qua ủng hộ mình nha, xài vẫn bình thường nha các bạn, không có ảnh hưởng gì hết. Còn cái mẫu này là lòng 2 tầng đó, tính luôn tầng trệt là 3 tầng nha, đó 3 tầng luôn á. Thì cái mẫu này là lòng 3 tầng size lớn, các bạn nuôi hai con ok thoải mái đó, bình nước đầy đủ nha. Rồi và dưới này là khu chén ăn nha các bạn, chén ăn với lại đồ nhà ngủ sứ rồi nè đó, vitamin đồ. Bây giờ mình sẽ giới thiệu chén ăn nhựa trước đi. Đây chén ăn nhựa size lớn mình vẫn còn nha các bạn, giá là 15.000 đó. Rồi bên này là chén ăn nhựa nhưng mà giá rẻ thôi, size nhỏ thôi nha. Cái loại nhỏ này thì mình thấy là con chuột nó khá là dễ lật nha, giá là 10.000 một cái, có hai kiểu nha các bạn. Ở cao cấp hơn một tí là mình có chén ăn bơm size nhỏ đó, size dừa nha, các bạn nuôi hai con ok, giá là 35.000. còn chén gấu này thì 39.000 một cái đó. Chén gấu của bằng sứ nó khá là nặng luôn. Còn cái chai này có nhiều bạn hỏi với mình là gì á, chai này là vitamin nha, đây vitamin của Thái nha các bạn. Cái chai này thì nói chung là các bạn cho nó uống một tuần khoảng 1 đến 2 lần thôi thì cung cấp thêm vitamin, nó rất là nhiều loại vitamin A, B, C, D trong này đó, rất là nhiều luôn. Còn đây là thuốc trị bệnh tiêu chảy nè, có nhiều bạn hỏi mình có thuốc tiêu chảy không thì hôm nay mình có về thêm thuốc tiêu chảy luôn. Rồi và bên này là nhà gấu sứ với lại nhà bò, đây mình còn một con bò màu trắng nha các bạn. Con bò này thì các bạn rất là thích luôn, chắc kỳ tới mình sẽ lấy cái hình bò này về nhiều nha. Nhà bò như thế với lại nhà gấu giá là 50.000, còn cái mẫu mà nhà robot là 48.000 nha. Rồi đế bình nước nè, đó đầy đủ hết. Đế bình nước thì sử dụng cho các loại bình luôn. Nhà tắm, cái này là bồn tắm không phải nhà tắm nha. Cái này thì mấy con chuột đào thì nó hơi bị giăng cát ra ngoài. Còn bồn tắm nè, bồn tắm thì 35.000 một cái. Thì cái bồn tắm thì nó có cửa nha các bạn, con chuột nó có thể ra vào được luôn, thì nó sẽ hạn chế cái việc giăng cát ra ngoài. Ngoài ra thì mình có những mẫu lồng nhà tắm giá rẻ hơn, 28-20.000 đấy, nhà tắm nhựa giá rẻ. Rồi và đây là nhà gỗ biệt thự đó, size rất là to luôn nha. Cái này các bạn nào mà nuôi hồ kính hoặc là hồ mica đó, đó để vô nuôi 5-6 con nó chui đây nó ở, rồi rất là đã luôn nha các bạn. Rồi đây là nhà máy công đó, size mấy nhà gỗ này thì mình thấy là size nó khá là to, bia nó ở cũng ok luôn nha. Rồi queo nhựa nè các bạn, queo nhựa xe nhỏ xe lớn vẫn còn đủ, xe size cho mấy mẹ bia chạy luôn nha. Rồi bên này là queo mica gắn lồng loại xịn nha, loại đi xài rất là bền, chạy khá là im luôn, 58.000 đó, gắn lồng được luôn nha các bạn. Rồi banh chạy còn đầy đủ hết, khá là đầy đủ nha. Rồi phía dưới này là giấy lót. Giấy lót này thì các bạn nào mà muốn lót cho mấy con chuột làm tổ rồi đó cũng khá là ok. Nó không có mùi nha các bạn, nhưng mà giá nó sẽ khá là cao, 20.000 một bịch nhỏ như thế thôi. Đó, mình còn khá là nhiều, các bạn mua bao nhiêu cũng đủ nha. Rồi, bộ chổi, chổi vệ sinh thì hết hàng mấy ngày rồi mà các bạn hỏi khá là nhiều, hôm nay về thêm được một ít nữa các bạn. Rồi đây là bộ chổi xe lớn. Xe lớn thì mình thấy có nhiều bạn xài vệ sinh lồng của đó thì nó khá là bất tiện, cho nên là mình sẽ bán xe nhỏ nha các bạn. Rồi xe nhỏ thì nó có hai màu, màu xám với lại màu hồng. Đây màu hồng cánh sen như thế này đó, thì nó có hai màu. Khi các bạn mua, các bạn muốn lựa màu thì nhắn rõ cho mình nha, còn không thì mình sẽ lấy bất kỳ màu nào nha các bạn. Rồi đây là nhà trứng nè, nhà trứng khủng long hoặc là trứng đà điểu nè đó, 58.000 một quả, bằng sứ rất là to. Các bạn để vô, các bạn nào mà nuôi hồ kính rồi đó, để vô nuôi 2-3 con bia rất là ok luôn. Mẫu nhà này mình còn khá là nhiều nha, còn khá là nhiều luôn. Ở đây mình để một cái thôi, tại vì hết chỗ để các bạn. Bình nước 125ml bình bi, bình loại tốt luôn, giá 28.000 một bình. Các bạn nào mà mua khoảng 10 bình trở lên đó, thì có thể nhắn riêng cho mình sẽ giảm cho các bạn thêm một ít nữa nha. Rồi bình 80ml, đây cái bình này các bạn ủng hộ mình rất là nhiều, giá là 25.000, các bạn mua nhiều thì nhắn tin riêng cho mình. Bình chân không giá 18.000 một bình đó. Bình chân không thì các bạn nuôi hai con thì các bạn chịu khó canh nó canh thay nước thường xuyên nha, tại vì bình chân không nó chứa được khá là ít nước. Rồi mày răng viên thì cái loại này nó có hương thơm nha, giá là 10.000. có nhiều bạn hỏi mình nó là có loại bằng dây không, thì cái loại bằng dây á thì mình xài mình thấy mấy con chuột nó hay giật đó các bạn, nó hay giật dẫn đến là đứt cái cọng dây. Cái loại nó khá là dở, đứt cọng dây thì nó bị rớt xuống, nó làm cho cái viên mày răng nó sẽ bị dơ. Rồi có nhiều khách
mua hàng bên mình cũng nói như vậy, cho nên là mình đổi qua bán cái loại viên này. Loại viên này thì nó xài nó sẽ bền hơn nha. Nó có cái cọng dây ở phía sau, các bạn cột vào thì nó sẽ dính vào thành lòng luôn. Đây là chai khử mùi. Đó, chai khử mùi thì kỳ này giá nó có lên 1.000 nha các bạn. Giá là 23.000 một bình như thế. Nếu như mà các bạn nuôi hai con đó, thì các bạn có thể vệ sinh đồ thì sinh khô đó thì rất là thoải mái luôn, xài khá là lâu nha. Giá là 23.000 một chai. Mình có hướng dẫn sử dụng đầy đủ hết. Các bạn nào không biết sử dụng đó, thì có thể nhắn tin riêng cho mình. Rồi và bây giờ mình sẽ qua review thức ăn dặm nha các bạn. Thức ăn dặm thì cây chùm nè. Cái chùm này là bịch nhỏ nha, nhưng mà mình hết bịch cái bịch dừa rồi, cho nên là mình để vô cái bịch lớn này luôn. Giá là 5.000. Ngoài ra thì mình có cây chùm bịch lớn. Bịch lớn thì nó nhiều sợi hơn thôi. Đây, giá là 10.000 gấp đôi bịch kia. Trong bịch này thì nó có khoảng là 10 chùm nha các bạn, khoảng 10 chùm nha. Có thể ít hơn thì theo là chùm lớn chùm nhỏ nha các bạn. Mình vô thức ăn thì mình tính theo gram nha, cho nên là các bạn cứ yên tâm bịch nào cũng như bịch đó thôi. Rồi, bánh xương nè. Đó. Rồi trái cây sấy thì còn vài bịch cuối cùng nha. Rồi, và bông. Bông này hình như là bông bông cúc nha các bạn. Bông cúc hay là bông sen gì đó, mình không có rành mấy loại bông này cho lắm. Bông thì ăn là giảm stress cho mấy con chuột hamster thôi nha. Và cũng có con ăn có con không nha các bạn. Ở đây là kỷ tử. Kỷ tử thì ăn sẽ bổ mắt cho mấy con chuột nha. Và cũng có con ăn nó con có con không nha các bạn. Con chuột thì nói chung thì có con thích món này, có con thích món kia nha. Đấy. Kỳ này thì mình có về thêm bánh chó nha các bạn. Bánh chó thì mình thấy mấy con chuột ở nhà mình á rất là thích ăn luôn. Giá thì 10.000 một bịch như thế này. Đó, một bịch rất là lớn luôn nha, các bạn có thể trộn chung với thức ăn ngũ cốc cho nó ăn luôn. Rồi, mày răng ra là cỏ cũ, 10.000 một bịch. Và táo sấy, táo khô, táo sấy cắt lát, 10.000 một bịch, bịch lớn 10.000. Rồi qua bên này là trái cây bịch nhỏ, trái cây mình có bịch nhỏ luôn, với cây sấy có bịch nhỏ 5.000 nha. Còn đây là kẹo sữa dê thì một bịch như thế là 10.000, tại vì cái món này nó hơi mắc nha các bạn. Một bịch 10.000, nhưng mà dạng viên nén như cứng như thế này thì mình thấy mấy con chuột nó cạp khá là lâu luôn á. Đó. Ở bên này mình có kẹo trái cây. Đấy, kẹo trái cây, thì cũng 10.000 một bịch luôn. Và mè đen, yến mạch, hướng dương, ở mấy món cơ bản đó. Bên này có yến mạch nữa nè, yến mạch còn khá là nhiều. Yến mạch cũng 10.000 một bịch luôn. Cá sợi, đây. Cá sợi hay là cá tiết gì đó, còn cua sợi thì mình hết hàng rất là lâu nha các bạn, chưa có hàng luôn. Cá sợi thì còn khá là nhiều. Mày răng, cành tre, mày răng. Rồi ok. Và ngăn cuối cùng là thức ăn. Thức ăn thì vẫn là thức ăn à quên, quên nữa. Ở đây mình có một cái mẫu lồng ngũ sắc nhưng mà size lớn nha. Đây mình sẽ lấy cái mẫu lồng lắp ghép, ngũ sắc lắp ghép ra mình đo cái kích thước lớn của nó cho các bạn xem. Cái bề dài thì cái màu lồng ngũ sắc lớn nó sẽ rộng hơn khoảng 2 cm nha các bạn. Còn cái bề rộng của nó thì nó rộng hơn khoảng đâu đó là 3,5 đến 4 cm nha. Thì đối với cái mẫu này á, thì các bạn có thể nuôi khoảng 2 đến 3 con dòng chuột nhỏ nha. Còn bia thì theo mình thấy thì các bạn có thể nuôi một con thôi. Đó. Rồi, 2 đến 3 con đối với những dòng chuột nhỏ khá ok. Mẫu này mình thấy khá là to luôn. Rồi, cửa đâu đầy đủ nha. Chứ không phải như là cái mẫu lồng ngũ sắc lắp ghép nó bị lỗi đâu các bạn. Rồi, phụ kiện đầy đủ nè. Đó, chén ăn bình nước đầy đủ cho mấy con chuột nó sống như này luôn. Mẫu nào cái mẫu lồng này á, thì các bạn có thể nuôi lâu dài ok luôn. Rồi. Còn về thức ăn, đây. Thức ăn siêu bổ đó. Cái bịch này thì các bạn mua cho nó ăn á, thì các bạn có thể là khỏi mua thức ăn dặm cho nó ăn luôn cũng ok. Trong này nó có sâu và kẹo, trái cây đồ khá là đầy đủ luôn các bạn. Thành phần dinh dưỡng nó rất là cao rồi. 39.000 một bịch. Thức ăn cơ bản 25.000. Giá vẫn như cũ nha, không lên 1.000 nào. Thì nói chung là tùy theo thời điểm nha các bạn, có khi giá lên có khi giá xuống, cho nên nó là nhiều khi các bạn xem video này của mình á thì khoảng 1-2 tuần sau hoặc là 1 tháng sau giá nó có lên á thì mình sẽ bán lên, giá xuống mình sẽ bán xuống nha. Đó cho nên là mình rất là ngại báo giá như thế này, nhưng mà các bạn báo giá như thế này sẽ tiện hơn cho các bạn. Thì trong video này mình sẽ báo giá cho các bạn. Rồi mùng cưa, các tấm, các bi, các sang đó, các bi hay là các sang đó, các Ấn Độ, các body, các mùng cưa thơm. Thì mấy món này thì nói chung là số lượng mình còn khá là nhiều, bạn mua bao nhiêu mình cũng có hết. Ở dưới này thì mình để số lượng ít như thế cho những bạn ở gần gần ở đây mua thôi nha. Đó rồi ok. Quên, bên này thì trong này mình có bình nước
500 ml nha các bạn. Cái này bạn nào mà nuôi thỏ bọ rồi đó, hoặc là nuôi sóc lớn rồi đó, thì các bạn có thể mua bình này cho nó uống, bình bi đó. Bi để được rất là nhiều nước luôn nha. Thỏ bọ thì nó uống nước khá là nhiều. Hoặc là nhà bạn nào mà có nuôi chó phốc, chó nhỏ nhỏ ở đó thì mua loại này cho nó uống cũng ok. Rồi ok. Thì hôm nay cập nhật cái shop mình coi là sản phẩm còn lồng là vật dụng gì nha. Thì cũng còn khá là đầy đủ. Các bạn nào mua hàng á thì có thể tham khảo giá trực tiếp qua trang web của mình hoặc là link Shopee. Link web và link Shopee mình sẽ để ở dưới phần mô tả luôn. Đấy, đầy đủ hết, các bạn chỉ cần nhấp vào và xem giá thôi. Giá mình để công khai nha. Còn á, cái giá thì hiện tại mình báo như vậy, nhưng mà không biết là tuần tới hoặc là tháng sau nó có lên hay là xuống không. Tại vì cũng gần Tết rồi các bạn, giá nó có thể lên hoặc là xuống một ít nha các bạn. Thì mình sẽ, các bạn muốn giá chính xác á, thì các bạn có thể lên web mình coi hoặc là nhắn tin trực tiếp với mình nha. Đó. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình nha. Và đừng quên để lại cho mình một like cũng như là một subscribe để ủng hộ mình. Và nhân dịp năm mới, hôm nay năm mới, thì mình chúc các bạn có một năm mới thật là vui vẻ, tràn đầy sức khỏe nha. Và đừng quên ủng hộ shop mình trong năm mới nha. Rồi xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye.